Đêm ngày 21 tháng 2, Tổng cục Hải quan cho biết đã mở một container vô chủ bỏ lại ở cảng Nam Hải, phát hiện 52 xe máy với nguồn gốc rất mập mờ. Cụ thể tại cảng Nam Hải, Hải Phòng, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã kiểm tra một container hàng nhập khẩu từ Đài Loan. Trên bao bì không có thông tin xuất xứ, không có thông tin người xuất nhập khẩu. Lô hàng này đã cập cảng Nam Hải từ ngày 23 tháng 10 năm 2022. Trên vận đơn hàng hóa thể hiện là 52 unit motorcycle, tạm dịch là 52 chiếc xe máy. Kết quả khám xét cho thấy trong container có 52 xe mô tô hiệu Bridgestone. Đáng chú ý, Bridgestone Motorcycle là thương hiệu xe máy được phân phối bởi tập đoàn KSA Áo, nhưng lô hàng được kiểm tra lại được xuất đi từ Đài Loan, Trung Quốc. Sáng ngày 22 tháng 2, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và hải đội 2 thuộc bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ tàu cá bị sóng biển đánh chìm tại phao số 0 vào chiều ngày 21 tháng 2. Trên tàu có 3 người. Ngay sau khi tàu cá bị chìm, ông Dương Văn Cho, chủ tàu, và ông Nguyễn Văn Toản đã bơi được vào bờ an toàn. Riêng anh Nguyễn Văn Siêu đã mất tích. Sáng ngày 22 tháng 2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thêm một đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào. Trước đó ngày 20 tháng 2, tại biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với phòng trinh sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dung, 41 tuổi, trú tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, và Vũ Văn Trọng, 33 tuổi, quê ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sử dụng ô tô bán tải đón Chen Zihi, 24 tuổi, Li Yongjie, 28 tuổi, và Wu Kaitao, 32 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, để giao cho một người Lào nhằm lấy tiền công. Mới đây, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động xuất khẩu gạo năm 2022 và bàn phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Dự kiến sản lượng xuất khẩu gạo năm nay khoảng 6,6 triệu tấn. Số lượng không nhiều do không có tồn kho gói đầu và nguồn cung giảm vì nhiều địa phương chuyển sang trồng các loại cây khác theo định hướng chiến lược thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đến năm 2030. Tuy nhiên, chất lượng gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục được nâng lên, do đó giá trị đạt được kỳ vọng không giảm. Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và sớm đề xuất với các ngân hàng thương mại về khả năng cho vay không tài sản, bảo đảm áp dụng trong khoảng thời gian cao điểm thu hoạch mùa vụ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ tín dụng dành cho doanh nghiệp kinh doanh gạo. Trong bối cảnh thiếu nguồn vốn, ngành thuế nên hoàn thuế sớm cho doanh nghiệp. Ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thu mua gạo. Từ tháng 5 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang do ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm người đại diện pháp luật, cùng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xuân An do bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, đã khai thác than tại mỏ than Bố Hạ, vượt trữ lượng được cấp, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Với chứng cứ thu thập được, ngày 21 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Dương Văn Dũng, Hà Văn Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xuân An. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm. Theo THX, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, công bố các số liệu mới nhất cho thấy hơn 80% số ca mắc COVID-19 mới ở nước này nhiễm biến thể XBB.1.5. Cụ thể,
80,2% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ nhiễm biến thể XBB.1.5 trong tuần kết thúc ngày 18 tháng 2, tăng 73% so với tuần trước đó. CDC bắt đầu thống kê số ca mắc XBB.1.5 từ tháng 11 năm 2022. Khi đó chỉ có gần 1% số ca nhiễm biến thể này tại Mỹ. Kể từ đó, biến thể này đã lây lan rất nhanh trong cả nước. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy, XBB.1.5 có bộ gen đột biến đáng lo ngại, cho phép lây lan nhanh hơn các biến thể trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, dù XBB.1.5 lây lan dễ dàng hơn, nhưng không gây bệnh nặng hơn.